Chiến thắng đậm trước câu lạc bộ Kaya đã giúp Viettel có 3 điểm đầu tiên trong lần đầu giữa AFC Champions League. Điều này đã mang tới niềm vui và sự tự tin cho toàn đội trong việc chuẩn bị cho trận đấu thứ 3 gặp chủ nhà Pathum United. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại rằng trận đấu tới sẽ là thử thách cho cả đội. Chúng tôi biết trình độ và khả năng của mình. Pathum United là một tập thể đồng đều, nhiều cầu thủ có kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ trận đấu sẽ không dễ dàng vì họ đến giải này cũng với mong muốn chiến thắng và chắc chắn sẽ tiếp cận trận đấu rất mạnh mẽ. Nhưng chúng tôi sẽ xem trước một đối thủ tham vọng như vậy, các cầu thủ Viettel sẽ đáp trả như thế nào. Pathum United là đương kim vô địch Thái Lan, họ có ưu thế sân nhà, chất lượng cầu thủ rất tốt. Việc mổ băng đánh giá đối thủ giúp Quế Ngọc Hải và các đội có thể an tâm chiến đấu. Vì Pathum thì em thấy hàng công của họ với rất là nhiều cầu thủ chất lượng, họ có các tiền đạo tốt, hệ thống phòng ngự của đội Viettel sẽ phải đặc biệt lưu tâm đến những sự tấn công của BG Pathum. Với những trận đấu ở FC Champions League thì tất cả các trận đấu đều mang đến cho mình cái cảm giác thực sự háo hức và mình rất muốn ra sân để thể hiện những gì tốt nhất. Hai đội đang có cùng 3 điểm, Viettel xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Vì thế trận này cả hai đều quyết thắng để củng cố vị trí thứ hai. Một trận đấu không khoan nhượng của hai đại diện hàng đầu của hai nền bóng đá Việt Nam Thái Lan. Trận đấu của danh dự, niềm tự hào này sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam.